Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Hôm nay Bonsai Đức Huy rất là vui được các anh và các bạn đến thăm vườn. Em chào anh Thắng nhá. Rồi, xin chào em. Anh chào khán giả cái. Rồi, đây chào tất cả anh em nhá. Vâng, đây giới thiệu với tất cả khán giả là đây là anh Thắng, một doanh nghiệp, một giám đốc một công ty may lớn ở trong trên địa bàn Bắc Giang này. Anh cũng là người mà cũng sở hữu rất nhiều cây quý, thì hôm nay Bonsai Đức Huy rất là vinh dự được đón tiếp anh đến nhà, đến thăm vườn. Anh ngắm cây và có cái gì chỉ giáo và tư vấn cho em thì anh tư vấn giúp em nhé. Anh còn đang phải đi học hỏi đấy. Sưu tầm toàn cây già này. Thì em cũng có một số cây này, thì cũng có cây mà cũng có cây già cây non anh ạ. Cây non này với cây ngoài là một đôi. Thua trắng luôn. Con này phải con đấy đây. Không biết là các anh. Ô thế các anh đang vào vườn các anh đào bới gì nhà em đấy? Hả? Ôi giời, tôi thấy có cái cây anh cứ vất vả với tôi. Đây đây, ôi giời, một cũng là cây sáu vườn này. Đây, các anh đào bới gì vườn nhà em ấy. Ôi giời ơi, một cái ui giời. Này, anh Quý công nhận không? Anh bảo em bảo là em lật lên thì cây này em chưa dựng dáng. Nhưng em bắt cây này thì nó đẹp lắm mà. Ui dồi ôi. Thế là thua rồi đúng không? Thua trắng rồi. Được, thua tí nữa. Thôi, nói chung là không, anh em mình đi. Thì em... Anh nọ thì sang anh kia, sao? Đúng rồi. Nó không mất đi mà nó chuyển từ dạng đó sang dạng kia thôi. Mất đi đâu được. Cuối cùng cây vẫn là cây đúng không? Mất đi đâu đâu. Chỉ có ở nhà lọ sang nhà kia. Nhà lọ nhà kia. Vậy em quay cho anh bắt tay đi. Bắt tay. Chưa. Để bác anh ngắm đi. Bình tĩnh. Bác ngắm đi. Không, để anh ngắm. Còn phải một số cây nữa. Một ngắm. Mày mừng. Thế nhưng mà hôm nay ở nhà uống rượu nha. Đây cây này thì là anh Quý cũng hỏi Bonsai Đức Huy. Bonsai Đức Huy cũng rất là quý anh. Alo. Và anh Quý thì cũng nhượng cho Bonsai Đức Huy cũng rất nhiều cây rồi. Thế nhưng mà đây một cái phôi rất là quý. Đường thân của nó khó chịu lắm. Không biết được. Nhưng mà Hình như bảo quản Hùng lại điện em mà. Huy Bonsai Đức Huy cũng bây giờ chúng ta cái đấy là cũng đưa ra cái giá mà cảm giác là thế bây giờ có 3 cái bé tí là gần như là cái kỷ niệm với anh em thôi. Hôm nay sao đấy bạn? Có cái gì đây? Đông nắm cát quá đây. Đang bảo là cái tay này tay đấy phóng ra nữa, tay bên kia thu lại. Tay bên này thu lại. Thế là sau vẫn phải chỉnh lại. Con phải làm nhiều. Bên này còn dài hơn bên đấy. Con này phóng hết tầm luôn, con đéo dài. Ở đây được. Ừ thế bây giờ ý chỗ của em như thế nào? Ừ, thế nào? Kết thúc ở đấy không? Chính là cháu thích cái nét này ra hơn. Cái nét này. Không. Cái nét đấy chắc nó bị bé mà. Nếu mà đẩy được cái tay này nhá, nếu mà mình anh thì thích cái tay này lên một tí nữa. Thì đẹp như hố tội cái nào bây giờ là. View nó ở tầm này này nhỉ. Đấy. Mà nó to như này thì đấy. Nó mới là đẹp. Hôm vừa rồi ấy, như cái là nó đang bé. Bây giờ nếu con này nha, nếu mà để tính nha, nếu để tính mà giảm chiến đấu ấy. Bây giờ không lấy to thì tôi giả 3 cái này. Tổng không lấy nữa, giả ra thì nó cao. Thế thì nó bảo thế thì thôi bây giờ cái tiền đấy thì coi như là lấy 3 cái nhỏ.
coi như đây, đây đây nó có dễ đây. Còn ở trong quê ông nhá. Cắt này có tầng này rửa này. Anh Chuyện đây. Chào khán giả cái. Xin chào khán giả, chào những người yêu cây cảnh. Đây giới thiệu với tất cả khán giả yêu cây trên cả nước. Đây là một anh Chuyện, một anh cả của chúng em. Trong làng cây cũng ở khu vực Bảo Sơn và Lục Lam này thì anh cũng là một anh cả của chúng em. Thì hôm nay rất là vinh dự cho bonsai Đức Huy được đón tiếp anh đến thăm vườn và ngắm cây và uống nước, chia sẻ kinh nghiệm. Cảm ơn anh nhé. Okay. Xin chào bonsai Đức Huy nhé và xin chào tất cả khán giả mà những người yêu cây cảnh. Xin chúc mọi người có một tháng, một năm vui vẻ nhá. Cảm ơn anh. Bé hạt tiêu anh nhỉ? Bé hạt tiêu. Nó cũng bé nhưng mà nó chất cây, đanh đanh cây. Người chơi trên sân thượng mà hả? Nó chỉ sang năm là nó nhìn thấy hình cây rồi. Quá đẹp. Em bảo đường thân nó đẹp lắm. Thế nhưng mà em chưa kịp lên. Chú hồi kín nó không nhìn thấy. Nhưng mà em không nghĩ là nó to như thế. Vật này nó to thật đấy. Rồi anh cứ xăm đi. Em đi theo chân anh thì có gì xin anh vài lời chỉ giáo nhá. Không có không, em thì em rất là muốn là rất muốn là những cái đóng góp của các anh, các bạn. Rồi đẹp thì cứ đi gọi là em thì cũng nhiều cái phải học hỏi lắm. Học cái nghề này thì học bao nhiêu cũng ít mà. Mãi mãi cũng càng biết nhiều càng dốt. Thế là được mọi người mà tư vấn mà chia sẻ chân tình bonsai Đức Huy rất là trân trọng. Chú là con người làm nghệ thuật rồi thì nói chung là con mắt nghệ thuật rồi. Dạ, em thì cũng phải học hỏi nhiều anh ạ. Thì cố gắng biết rồi biết thêm nữa. Giỏi biết cái này còn nhiều cái khác chưa biết. Cứ học lưỡi học mãi thôi đúng không? Dạ, cố gắng. Phương châm là luôn luôn phải học. Anh Quý cũng đánh giá cao lắm. Anh Quý. Không, con này anh thấy nó là con tương lai. Phôi đẹp nên là vào hình hơi nhiều. Vừa rồi quay cũng vừa rồi đấy. Đây anh ơi, cái này em mua của một cái ông anh mà quên tên rồi, nhưng mà cây này, cây mà sau này cũng là cây rất là quý, rất là đẹp. Đây mọi người nhìn cái thần pháp. Cái chân móng nó đẹp nhỉ. Cái chân cả chân mới bệ, từ thân lên mới bệ đường. Nuôi được những cái lu này nữa này. Nhiều cái đường khó. Đây cái đường khó của cổ. Con rất là đẹp. Rất đẹp. Đấy, nhìn phôi này. Đơn giản nhưng mà rồi nhìn những con đấy. Đấy nhưng mà hàng đấy nuôi thì vài năm nữa thì rất lu đẹp. Thì cây mua ở trên đấy hỏng bó. Cây mua trên lục mục bao nhiêu? Giấy là phải thoáng. Gốc dưỡng phải đừng cho cái gì bám phải thoáng nặng thì thoáng. Thì nó không mấy.
Anh chưa? Anh kèo chưa? Không. Không rồi. Tư vấn thêm được chứ. Cái thằng này tôi nhìn lên bé bé nó hay nó quay xa cái bé bé không? Mua con này. Việt mua bó chứ. Việt thì nó đăng lên một tác phẩm mà nó quá chuẩn luôn. Chịu áo. Lúc nó Việt hỏi nó 8 triệu 9 triệu là giật mình, nó lúc đổi tiền nó không bớt mấy trăm, 8 triệu 6. Các anh đang xoăn xoe mấy cây của bonsai Đức Huy. Các anh để cho em mấy cây chơi nhá. Xin luôn. Nhầm xin đấy.